Sau khi gây chiến với Hồ Ngọc Hà, Hương Giang lại tạo drama với Thanh Hằng, bị chị Đại dằn mặt ngay. Trong tập mới nhất của chương trình The New Mentor, Người Mẫu Toàn Năng, thì các thí sinh phải vượt qua thử thách quay TVC. Hai vị huấn luyện viên sẽ được ghép vào một đội. Sau cùng, đội của Thanh Hằng và Hà Hồ đã giành được chiến thắng, bảo vệ được sự an toàn cho 6 chiến binh. Sau thất bại mất đi liên tục các thành viên, Hà Hồ là người được quyền loại 2 trong 4 thí sinh của đội Hương Giang hoặc Lan Khuê. Cuối cùng, hai thành viên của đội Lan Khuê là Alita và Trần Thúy Trang phải ra về. Hương Giang an toàn giữ đội hình 6 người. Thế nhưng, gây chú ý nhất là màn tranh cãi một chọi một của Hương Giang và Thanh Hằng trong phòng chờ kết quả loại. Sau biển căng khiến Hà Hồ tức giận ra về ở tập 4, Hương Giang bất ngờ nói: "Khi mà bớt đi thành viên thì ở những tập sau rất là lợi thế, cơ hội chiến thắng cao", khiến Thanh Hằng không đồng ý. Ngay lập tức, một cuộc đối đáp căng thẳng diễn ra. Thanh Hằng cho rằng Hương Giang đang đánh cháo khái niệm và tự tạo định nghĩa về việc ít thành viên sẽ giành chiến thắng. Đồng thời, chị Đại cũng nhận xét Hương Giang đã hoang mang, nổi nóng khi các thành viên trong đội phải vào vòng loại. Lúc đó, Hương Giang đáp vội: "Nổi nóng gì, lúc nãy em hiền từ mà chị nói em nổi nóng." Giữa lúc drama đã diễn biến cao trào, dự tạo nên một trận cãi nhau lớn như trường hợp của Hà Hồ, thì Thanh Hằng chốt hạ một câu: "Thôi thôi thôi, chấm dứt", khiến Hương Giang đứng hình, tắt điện ngay và luôn. Sau đó, Hương Giang cũng nói lại: "Nói chung em với chị không hợp nói chuyện đâu, thôi đi", khiến Thanh Hằng có biểu cảm vừa giận vừa buồn cười. Màn cãi nhau cũng nhanh chóng khép lại khi cùng thời điểm này thì Hà Hồ xuất hiện công bố kết quả. Cũng trong tập này, với đặc quyền là huấn luyện viên của đội chiến thắng, Thanh Hằng có quyền lực chọn hai thành viên của mỗi đội Hương Giang và Lan Khuê bước vào vòng loại để Hà Hồ đưa ra quyết định sau cùng. Khi gặp gỡ đội Hương Giang, Thanh Hằng được đàn em tặng cho một chú heo gấu bông để làm quà chúc mừng. Tuy nhiên, chị Đại tỏ ra hoang mang vì không rõ đây là chiêu trò gì, sau đó từ chối nhận món quà của Hương Giang. "Gấu bông liên quan gì? Mà thôi, món quà của em chị cũng không dám nhận nữa. Chiêu trò Hương Giang rất nhiều nhưng cũng rất thú vị", Thanh Hằng nói. Giữa lúc cãi nhau, Thanh Hằng lần nữa nhắc lại chuyện đã trả lại gấu bông mà Hương Giang tặng. Trên mạng xã hội, sau khi tập thứ 5 của chương trình được phát sóng, thì Thanh Hằng và Hương Giang vẫn thoải mái tương tác và nhắc lại vụ tặng gấu bông. Điều này phần nào minh chứng mối quan hệ của các vị huấn luyện viên không bị ảnh hưởng quá nhiều sau màn tranh cãi xương xương kia. Được biết, ngày trở lại The New Mentor, Thanh Hằng tuy khẳng định bản thân đã khác xưa nhưng vẫn có những nhận xét khó tính đến mức Hà Hồ cũng phải than vãn. Theo đó, trong tập 1 The New Mentor, khi nhận thấy thí sinh Hương Giang chọn sai trang phục đề bài, còn bao biện với câu lý do: "Em lấy nhầm đồ, nhưng form đồ của em và bạn cũng có những thiết kế tương đương, nó cũng thể hiện những đường cong cơ thể, tỷ lệ giống nhau. Để so sánh thì cũng được tính là cùng hệ quy chiếu", Thanh Hằng đã phải lên tiếng gay gắt. Nữ siêu mẫu nhận xét: "Động lực và mong muốn ai cũng có, nhưng để thành công cần phải có kỷ luật. Không thể lúc nào chúng tôi cũng rộng lòng như thế, rồi đâu là kỷ luật nữa. Em rất đẹp, chị rất thích, nhưng chị chọn theo hướng kỷ luật của mình." Sự khó tính của Thanh Hằng khiến Hà Hồ cũng phải khuyên can: "Đừng có suy nghĩ cứng nhắc quá, cuộc đời đôi khi cũng cần phải có những cái du di, bởi vì những cái này không quá lớn." Xứng danh chị Đại làng mốt, Thanh Hằng thể hiện được vị thế nhất định khi ngồi cùng Hà Hồ và hai đàn em. Sau tập 1, team Thanh Hằng được nhận xét sở hữu đội hình trong mơ với rất nhiều thí sinh mạnh. Trong trường hợp phải giành thí sinh với các huấn luyện viên khác, chị Đại quyền lực vẫn là lựa chọn ưu tiên của dàn chiến binh mạnh tham gia The New Mentor. Nữ siêu mẫu được các thí sinh hết mực kính nể. Ngay cả Lan Khuê cũng khuyên học trò cũ Mai Ngô nên đầu quân về team của Thanh Hằng. Thanh Hằng có những lý lẽ chân thành thuyết phục Mai Ngô về đội khi Á Hậu cũng được Hà Hồ, Hương Giang lựa chọn. "Với sự chịu chơi của em, chị tin em sẽ ngày càng tiến xa hơn. Khi em về đội của chị sẽ giúp em củng cố lại vị trí của mình và đưa em lên vị trí cao hơn. Em đã tiếp xúc với Hương Giang và Hà Hồ, nhưng ở chúng ta có gì đó mới mẻ cần khám phá." Được biết, trước khi tham gia showbiz, Thanh Hằng là vận động viên đá cầu. Cơ duyên đã đưa cô đến với cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2002 và đoạt danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Chiến thắng ở cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2002 là tấm vé thông hành cho người đẹp bước chân vào làng người mẫu. Với gương mặt xinh đẹp, cá tính, đôi chân dài 1m12 hiếm có trong làng mốt, Thanh Hằng trở thành cái tên sáng giá và liên tục gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá như Người mẫu triển vọng năm 2003, Người mẫu xuất sắc năm 2006. Hơn 20 năm hoạt động trong nghề, cho đến năm 2019, Thanh Hằng trở thành cây đại thụ của làng mốt Việt và được báo chung đánh giá là siêu mẫu hàng đầu Việt Nam. Với ngoại hình nổi bật, phong cách biến hóa đa dạng,
thần thái hút hồn với gương mặt sắc lạnh. Thanh Hằng luôn nắm vị trí vedette trong bất kỳ show diễn nào cô tham gia. Dù trải qua bao nhiêu sóng gió thâm trầm trong showbiz thị phi, cái tên Thanh Hằng chưa bao giờ hạ nhiệt và luôn là thỏi nam châm trong các show diễn hay sự kiện lớn. Chính vì thế, cô là cái tên được chọn mặt gửi vàng và trở thành giám khảo của người mẫu Việt Nam Vietnam Next Top Model mùa 4, mùa 6, mùa 7 và The Face 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Không chỉ sở hữu đôi chân dài miên man, siêu mẫu Thanh Hằng còn có nét đẹp hiện đại, sắc sảo, nụ cười quyến rũ, điểm hút ở đôi mắt nhìn thẳng chết người. Dù ở tuổi ngoài 35, nhưng cô ngày càng xinh đẹp, phong thái tự tin, nhẹ nhàng và tinh tế hơn bao giờ hết. Đặc biệt, gu thời trang ấn tượng giúp cô luôn năng động, trẻ trung và tỏa sáng, dù trên sàn diễn hay ngoài đời thực. Chính vì thế, cô luôn được những thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới chọn làm đại sứ như Mango, Sakura Beauty, Samsung, Audi, P&J. Ngày 5 tháng 6 năm 2020, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà cùng thực hiện bộ ảnh trên tạp chí Vogue Pháp. Có thể nói, thần thái sang chảnh cùng nhan sắc đỉnh cao của cặp đôi bạn thân đã khiến những bức ảnh trở nên vô cùng nổi bật. Bên cạnh việc tỏa sáng ở lĩnh vực người mẫu, Thanh Hằng còn bén duyên với điện ảnh qua Những Cô Gái Chân Dài năm 2004. Suốt 13 năm, Thanh Hằng đã góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Nụ Hôn Thần Chết, Gia Tài Bác Sĩ, Mỹ Nhân Kế, Những Nụ Hôn Rực Rỡ. Đặc biệt, khả năng diễn xuất bứt phá của siêu mẫu trong Mẹ Chồng đã giúp cô thoát hẳn khỏi mác diễn viên tay ngang hay người mẫu đóng phim. Cuối năm 2019, Thanh Hằng tham gia bộ phim Chị Em, nghe đến cái tên đã thấy một trời twist to bự rồi. Phim được đánh giá cao về góc quay đẹp, mượt mà. Bộ phim có nội dung kịch bản hay nhưng diễn xuất của dàn diễn viên lại không được trọn vẹn lắm. Thanh Hằng là người được kỳ vọng nhất so với Chipu và Lãnh Thanh, nhưng lần này sự thể hiện của cô lại làm khán giả thất vọng không thôi. Tuy vậy nhưng phải thừa nhận rằng Thanh Hằng đang ở đỉnh cao của sắc đẹp và sự nghiệp. Chân dài có mức cát-xê thuộc top đầu và nghiễm nhiên trở thành nghệ sĩ có thu nhập nhất nhì showbiz Việt. Ngoài căn hộ cao cấp trị giá hàng tỷ, cô còn sở hữu xe Mercedes, Range Rover, túi sách và trang phục có thương hiệu hàng đầu thế giới. Dù là một trong những mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt, sự nghiệp thăng hoa, nhưng siêu mẫu lại khá lận đận tình duyên và vẫn lẻ bóng ở tuổi ngoài 35. Được báo chí và khán giả quan tâm, yêu mến, nhưng Thanh Hằng khá kín tiếng khi chia sẻ về người yêu. Từng có những đồn đại về mối quan hệ đặc biệt của cô với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đạo diễn Quang Dũng, ca sĩ Hà Anh Tuấn. Tuy nhiên, người đẹp vẫn giữ im lặng và cho đến hiện tại, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, bạn bè. Hoạt động nghệ thuật rất lâu, nhưng Thanh Hằng luôn được khán giả yêu mến bởi thực tài, nhân cách và lối sống lành mạnh, nói không với scandal, chỉ tập trung phát triển sự nghiệp tránh xa thị phi. Nhưng sóng gió thì đâu chừa một ai, và siêu mẫu cũng từng trở thành miếng mồi béo bở khi vướng phải tin đồn kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác. Cụ thể, một doanh nhân xuất hiện cùng Thanh Hằng trong một sự kiện và lập tức được cho là bạn trai cô. Chớ trêu thay, vợ người này còn khẳng định đã liên lạc với Thanh Hằng để làm rõ thực hư chuyện của hai người. Đứng trước búa rìu dư luận, Thanh Hằng vẫn điềm tĩnh và mạnh mẽ đáp trả. Tôi chưa bao giờ lên báo công khai người tôi đang yêu là ai. Mặt khác không thể khẳng định những người đi cùng tôi là những người tôi yêu. Tôi thấy mâu thuẫn ở chỗ mọi người muốn biết người yêu của tôi nhưng lại không muốn nghe lời tôi nói mà thích nghe những lời nói bên ngoài hơn.